Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hoàng Trọng Thuật và trở lại cái chuỗi series video hướng dẫn sử dụng cái ứng dụng Threads thì chúng ta sẽ đi đến cái video tiếp theo đó chính là làm thế nào để có thể hủy kích hoạt cái ứng dụng cái tài khoản Threads của chúng ta. Các bạn đã biết rằng Threads nó chạy trên nền của ứng dụng Instagram và nó liên kết trực tiếp với cái tài khoản Instagram của chúng ta. Chỉ vì vậy nên nếu mà trường hợp chúng ta không muốn sử dụng cái ứng dụng Threads nữa thì sẽ có một vài cách là chúng ta phải uh, hủy luôn, xóa luôn hẳn tài khoản Instagram thì như vậy là Threads nó sẽ mất luôn. Tuy nhiên là để thuận tiện cho việc vẫn sử dụng được Instagram mà không sử dụng Threads thì Meta họ đã uh, có cái tính năng đi active cái tài khoản Threads của chúng ta. thì làm thế nào để có thể đi active hay là còn gọi là hủy kích hoạt cái tài khoản Threads của chúng ta thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên các bạn truy cập vào ứng dụng Thread ở trên màn hình điện thoại. Tại giao diện của ứng dụng Thread, các bạn nhấp vào biểu tượng nhân vật ở góc dưới bên tay phải. Và ở đây thì các bạn quan sát thấy góc trên bên tay phải có cái dấu hai gật kể bên cái biểu tượng của Instagram đó các bạn. Các bạn nhấp vào đây. Trong giao diện này, các bạn chọn vào tài khoản và ở đây thì các bạn có thể thấy được là nó sẽ có dòng đầu tiên là nghỉ ngơi, dòng thứ hai là vô hiệu hóa trang cá nhân. Thì đối với giao diện của tiếng Anh thì nó là deactive, còn đối với giao diện tiếng Việt thì nó có tên là vô hiệu hóa trang cá nhân. Và ở đây thì các bạn nhập vào cái biểu tượng vô hiệu hóa trang cá nhân này. Rồi thì cái việc vô hiệu hóa trang cá nhân này là nó sẽ tạm thời thôi các bạn chính vì vậy nên là sau này khi các bạn mà muốn active lại thì mục rất là dễ dàng là có thể active các bạn ha ở đây các bạn muốn vô hiệu hóa cái trang cá nhân thread của các bạn thì các bạn chỉ cần nhấp vào nút vô hiệu hóa trang cá nhân và đấy các bạn chỉ cần nhấp vào nút vô hiệu hóa thì cái trang cá nhân thread của các bạn sẽ được vô hiệu hóa và mọi người sẽ không nhìn thấy nó nữa các bạn ha và mình hy vọng rằng cái video này nó sẽ hữu ích với các bạn hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo